đại ca Bảy Màu 5K xin chắc chào tất cả các anh chị em đã quay trở lại với kênh cá của Bảy Màu 5K nha. Thì anh em hôm nay mình giới thiệu với anh em là đây là bài HP Get của mình nha anh em. Thì bài HP Get của mình thì nó đẻ cũng được mấy bầy rồi nha anh em. Bữa nay thì cái bụng nó bự căng con nữa rồi, thì mình sáng nay mình sẽ vớt nó ra cho nó đi đẻ nha anh em. Thì mình nuôi cá này thì cái dòng mắt 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 đen này anh em thì nó cũng ít có ăn con nha anh em, thì nó cũng ít ăn con, nhưng mà mình muốn cho nó đẻ con mà số lượng nhiều quá, tỷ lệ đạt thì mình sẽ vớt nó ra mình nuôi riêng nha anh em, chứ để mà nuôi chung vậy thì con này nó ăn con kia thì nó biết rằng nó ít có ăn, như mình cũng phải ngừa nó trước, thì mình vớt riêng ra để mình nuôi riêng ra để cho nó đẻ con, xong rồi mình sẽ vớt cái mẹ nó nuôi 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 riêng rồi các con mình nuôi riêng, vậy đó mới tỷ lệ nó đạt là rất là cao nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ vớt nó đem đi đẻ mình, mà anh em theo mình nha. Đây là cái con cá mái cực kỳ bụng cực kỳ to nha anh em. Đây là cái con này đen nè anh em, cái con này là chuẩn bị đẻ nha anh em. Thì mình sẽ vớt nuôi riêng. Còn con này đỏ nè, con này là chưa đẻ nha anh em. Cái con đen này là mình bỏ, mình vớt riêng ra là trong vòng là 1 ngày, 1 ngày là nó đẻ liền nha anh em. Thì mình mời anh em theo mình nha. Ở đây là cái hồ mà mình đã bị bỏ con cá mẹ vô nha anh em. Thì mình bỏ nó vô thì mình phải có thể là bỏ vô một một miếng gông nha anh em. Thì mình bỏ vô nước của mình là mình bỏ vô một tí muối rồi một tí gông cho con cá mình nó đẻ nè, thì con của nó sẽ núp ở trong cái cọng gông này, thì con cá mẹ nó sẽ không thấy, nó sẽ không ăn con nha anh em. Thì con cá mẹ lúc mà nó mới vừa đẻ ra trong vòng 2 ngày, 1 ngày là nó không có ăn con nha anh em. Thì tại vì con cá nó đẻ ra xong rồi á, thì nước con cá nó sẽ yếu yếu đi, nó không có ăn con nó được, mà trong vòng 2 ngày ta lên thì con cá nó mạnh lại thì nó sẽ đói quá nó dí nó ăn con nó. Thì nó đẻ ra xong thì mình sẽ vớt con cá mẹ ra, mình để cái con lại, con cá con nó sẽ ăn ba cái nheo này kia được của con cá mẹ thì nó sẽ mau lớn, anh em khỏi vớt con cá con ra mà mình chỉ vớt con cá mẹ ra thôi. Mình bỏ con cái mẹ vô thì mình nuôi, thì nếu mà nó thấy nó đẻ ra xong thì trong vòng 1 ngày thì con cá này nó sẽ đẻ rồi mình. Con cá này thì nó chưa đẻ, nó chưa cái trứng nó chưa già, con nó chưa già thì mình để lại chỗ cũ để tiếp tục mình đi vớt cái con lưu tu bát nha anh em. Thì mình cũng hôm nay mình sẽ đưa con đưa cái chị lưu tu bát này đi đẻ luôn. Đây chị lưu tô bát này thì bụng nó cũng căng rồi nha anh em, thì mình coi thử coi nó có con nó có già chưa, nếu mà nó già thì mình sẽ đem đi đẻ luôn. Con này cũng già luôn rồi nha anh em, thì nó già luôn thì mình sẽ vớt nó đem đi đẻ luôn, nó chưa chưa già dữ. Nhưng mà mình cả này mình cũng nếu mình mắc công chuyện thì mình tách riêng nó ra cũng được rồi, chứ sợ mà mình mắc công chuyện anh em. Thì mình nuôi mà chung á, thì mình đi làm á thì nó đẻ mình không hay thì nó sẽ ăn con nó, cái dòng mắt đỏ này là nó ăn con nó là rất là cực kỳ nha anh em. Thì dòng mắt đỏ này là nó ăn con nó dữ lắm, thì mình phải tranh thủ mình nuôi riêng ra để cho nó đừng nó đẻ thì nó bớt ăn con đó. Thì cái này là mình nuôi riêng được anh em, bụng nó căng là mình cũng nuôi được rồi. Tầm chừng 3 ngày 4 ngày nó là nó sẽ già, con nó sẽ già, nó sẽ đẻ luôn. Thì mình mời anh em theo mình nha. Đây là nước với nước chứ gông thì mình cũng đã chuẩn bị xong rồi nha anh em. Đây thì bây giờ mình sẽ vớt nó ra mình nuôi riêng. Thì đây
Thì tới chừng nó đẻ ra xong rồi mình sẽ vớt con cá mẹ ra nha anh em. Đây, mình để bỏ vô đây. Đó. Cái giờ mắt đỏ này thì nó ăn con thì mình phải canh nó nha anh em, thì mình chụp cực mình luôn mình canh nó. Thì nó đẻ ra xong rồi mình sẽ vớt mẹ nó ra. Còn đây là bầy HP ghép anh em, HP ghép mình nó mới vừa cũng vừa đẻ luôn anh em. Thì mình mới vừa vớt mẹ nó ra thôi, em để con này mình nuôi trong đây luôn. Đây là con cá mẹ nè anh em. Thì cá này thì trong vòng tầm chừng 1 ngày với 2 ngày là nó sẽ đẻ nha anh em. Thì nếu chừng nó đẻ thì mình sẽ quay cho anh em coi cái con nó đạt tới cái nào. Thì video mình cũng tới đây mình xin kết thúc ha. Hẹn anh em vào những clip tiếp theo nha. Tạm biệt tất cả các anh em.